Ngày hôm nay thì hệ thống đồng hồ Gale rất là vui mừng khi được khai trương cửa hàng đồng hồ tại 238B Tô Hiệu với không gian mới hiện đại theo concept mới của Gale. Thì ở đây chúng tôi rất là vui khi được giới thiệu rất nhiều các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ và Nhật Bản nổi tiếng như là Longines, Tissot, Certina, Orient, Seiko và Citizen. Hệ thống đồng hồ Gale đã có mặt tại thành phố Hải Phòng từ năm 2006, qua gần 20 năm được sự tin tưởng và mến yêu của các khách hàng tại Hải Phòng. Đó chính là động lực, đó là niềm tin giúp chúng tôi mở cửa hàng thứ hai tại Hải Phòng trong ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng với cửa hàng này thì quý khách hàng sẽ tiếp tục tin tưởng và ủng hộ hệ thống đồng hồ Gale hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Rất là may mắn cho tôi đã được mời tham dự trong cái buổi mà khai trương hệ thống Gale Watch tại Hải Phòng ngày hôm nay. Thì và tôi cũng đã may mắn chọn cho mình được một cái mẫu đồng hồ rất là ưng ý, cộng thêm được với cái giá khuyến mãi thì rất là hợp lý, và tôi đã chọn luôn cái mẫu này trong ngày hôm nay. Thì ngoài cái việc mà rất là nhiều mẫu mã ở đây cũng như là cái giá cả rất là hợp lý, thì tôi cũng nhận được cái sự mà hỗ trợ từ những cái bạn hậu mãi rất là tốt. Và tôi sẽ cũng chúc cho là cái hệ thống Gale Watch tại Hải Phòng cũng như là trên toàn quốc phát triển ngày hơn nữa.